Mở đầu đêm nhạc là phần thể hiện của Nguyễn Văn Đăng Khánh, chất đích tôn của nhạc sĩ Văn Cao qua tuyệt phẩm Suối Mơ, được nghệ sĩ piano Bùi Đăng Khánh chuyển soạn thành khí nhạc, gây ấn tượng với khán giả theo dõi chương trình. Một trong những nghệ sĩ gây ấn tượng và để lại nhiều cảm xúc nhất tại đêm nhạc dòng thời gian tối qua phải kể tới nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ với bản Trường ca Sông Lô. Có thể coi Trường ca Sông Lô như một trang sử hào hùng được nhạc sĩ Văn Cao viết lại bằng âm nhạc, đậm chất thơ và chất thép. Qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ cùng con trai ông, ca sĩ Quang Tú lại càng để lại dấu ấn trong lòng khán giả theo dõi chương trình. Nước băng quang ngàn, nước in ven bờ xanh. Đêm nhạc còn có sự xuất hiện của nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa với ca khúc Đàn chim Việt đầy cảm xúc. Lần đầu tiên có mặt ở một cái sân khấu rất là đặc biệt như thế này. Hôm nay mọi người đều biết trời rất là mưa, nhưng mà thì tất cả các nghệ sĩ là diễn trong một cái tinh thần rất là phấn chấn. Một cái sân khấu rất là đặc biệt, một cái không gian rất là tĩnh lặng, bình yên đến lạ thường. Với giai điệu mượt mà, Suối Mơ cũng chính là ca khúc cùng tên với chủ đề của đêm nhạc, được thể hiện bởi ca sĩ Phạm Thu Hà, đã đưa khán giả tới nhiều cung bậc cảm xúc mà nhạc sĩ Văn Cao muốn gửi gắm tới người nghe. Lời ca lãng đãng kết hợp với khung cảnh núi rừng Ba Vì hùng vĩ đã khiến Suối Mơ trở thành một bản tình ca không thể quên trong đêm nhạc tối qua. Bên cạnh đó, đêm nhạc còn đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ Ngọc Mai góp mặt tại chương trình Dòng Thời Gian với hai sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Cao là Buồn Tàn Thu và Thiên Thai. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Nghiệp, chồng của nữ ca sĩ O Sen, Ngọc Mai cũng là người đồng hành cùng cô trong đêm nhạc Suối Mơ. Cảm thấy rất là vinh dự khi mà hôm nay được đồng hành cùng với vợ của mình đến với một cái chương trình rất là ý nghĩa. Kỷ niệm ngày sinh 100 năm của cố nhạc sĩ tài hoa Văn Cao. Và Nghiệp, đối với Nghiệp thì cảm xúc rất là tuyệt vời khi mà nghe những bài hát của ông ấy từ những cái tác phẩm cũng như là âm điệu, cái lời bài hát rất là sâu sắc. Thực sự với hai ca khúc này thì Nghiệp cũng lần đầu tiên nghe vợ của mình hát, và thậm chí là Ngọc Mai cũng là người thể hiện những tác phẩm này lần đầu tiên trên sân khấu này. Quán quân Tiếng Hát Hà Nội năm 2023 Trần Thị Vân Anh, Á quân Mai Thu Hương và thí sinh top 12 Dương Ngọc Ánh đã thể hiện đầy da diết, trữ tình qua mashup Làng Tôi, Ngày Mùa. Trong khi đó, Á quân Nguyễn Hữu Trung lại đầy tự hào khi hát về Bác với ca khúc Ca ngợi Hồ Chủ tịch. Tất cả đã khiến đêm nhạc Dòng Thời Gian, Suối Mơ trở thành một chương trình không thể nào quên. Qua 2 tiếng diễn ra chương trình, đêm nhạc Dòng Thời Gian, Suối Mơ đã chạm tới trái tim của nhiều khán giả. Mình tin rằng là những trải nghiệm của mình tại đêm nhạc sẽ cho mình thêm rất là nhiều kiến thức về âm nhạc, kiến thức chuyên môn cũng như là những động lực để những người trẻ như chúng mình cố gắng hơn nữa trong việc theo đuổi đam mê âm nhạc. Nhạc của Văn Cao sẽ vẫn còn trường tồn với thời gian và vẫn giữ được mãi cái giá trị riêng của nhạc sĩ Văn Cao.